Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì như các bạn biết, mình có giới thiệu cho các bạn cái kèo Open NFT các bạn nhé. Đây là cái kèo mà chúng ta đăng ký và chúng ta sẽ được nhận 54 triệu AON các bạn ha. Thì ở đây mình giới thiệu được tầm khoảng là 955 người và được nhận là 6 tỷ 188 triệu 400 nghìn AON rồi các bạn ha. Và cái việc mà chúng ta nhận 54 triệu khi các bạn đăng ký vào á, thì chỉ còn lại tầm khoảng 8 ngày nữa kết thúc các bạn nha. Cho nên là trên cái nhóm chính thức của nó cũng thông báo các bạn ha. Đây, nó có thông báo mới nhất các bạn. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ cái kèo này nha, cái cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Hoặc là các bạn dễ dàng copy cái đường link á bằng cách là các bạn cho vào cái đường link này nè. Tức là cho vào Telegram này. Đây, mình sẽ cho các bạn cái Telegram. Cái Telegram này mình sẽ để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nhé. Các bạn cho vô, các bạn bấm vào cái chữ là còn 12 ngày anh em ơi nè, bấm vào đây. Thì các bạn sẽ thấy được cái video hướng dẫn các bạn cách làm đăng ký trên điện thoại nè và cái đường link nè các bạn. Đường link này của mình ha. Các bạn coi video và các bạn copy cái đường link này, các bạn dán vào cái trình duyệt trong cái ví Bitkip các bạn nha. Các bạn xem video này các bạn làm y chang là ra. Ha, rất là dễ dàng. Thì các bạn tranh thủ làm các bạn. Nếu như các bạn không làm thì rất uổng nha, cái kèo này là kèo của web 3.0, các bạn sàn web 3.0 là cái sàn mới nha, mới hoàn toàn. Cho nên là giá trị của các đồng coin trên web 3.0 là tương lai rất là khủng các bạn ha. Nên là các bạn hãy tranh thủ lấy cái kèo này các bạn nha. Rồi các bạn xem trên Twitter của nó nè. Twitter chính thức của họ cũng cũng đăng nè. Hãy nhanh lên tay, ngày cuối cùng nhận NFT trị giá lên đến 999 đô ha. Như vậy các bạn đăng ký và các bạn nhận 54 triệu AON tương đương khoảng 999 đô các bạn nha, rất khủng, tức là gần 1.000 đô, tức là tương đương khoảng 23 triệu các bạn, rất là khủng ha. Thưởng người dùng tích cực bằng airdrop rồi đó. Thì trên đây có những cái trang web chính thức của nó các bạn, ví dụ như các bạn click vào đây các bạn sẽ thấy được cái website chính thức của nó nè, rồi GitHub nè, rồi Twitter, rồi YouTube nè ha. Đây là những trang chính thức của nó nha. Cho nên là các bạn tranh thủ các bạn nhanh lên. Thì các bạn hãy đi vào mô tả video hoặc bình luận tiên, các bạn lấy đường link các bạn nha. Hãy nhớ cho vào cái nhóm này của mình. Đây là đường link giới thiệu nè. Xin lỗi, đây là đường link của cái nhóm nè. Các bạn cho vào đường link này, mình để trong mô tả video hoặc bình luận tiên. Khi các bạn vô là các bạn thấy ngay cái bài viết này bằng cách click vào chữ còn 12 ngày anh em ơi nè. Click vào đó một cái thì các bạn sẽ thấy nha. Làm theo y chang như vậy là được các bạn nha. Rồi thì hôm nay mình làm video các bạn để tiếp tục hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn được nhận phần thưởng thêm các bạn nha, bằng cách là chơi trò chơi các bạn. Rồi nếu như các bạn sử dụng điện thoại, các bạn sẽ thấy cái này nè, các bạn sẽ thấy mình đang sử dụng trên máy tính nha, thì các bạn sẽ thấy những cái này, đây là những cái này, nhưng mà không thấy trò chơi đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bấm trên máy tính thì mình bấm F11 thì các bạn sẽ thấy là cái vòng quay ở đây nè. Thì các bạn để ý cái hình vuông này, rồi các bạn kéo lên, các bạn thấy vòng quay là cái vòng cuối cùng nè ha. Thì các bạn kích vào đây đó, thì các bạn sẽ được chơi một vòng quay các bạn nha, bằng cách là bấm chữ lucky spin nè các bạn. Thì ở đây nó có rất là nhiều, ví dụ như là lucky nè, rồi 300 là 10, 100 nghìn nè, rồi 100 đô nè, rồi 30 nè, 2.000, 2 đô, rồi 1.000 là 90, 15 nè, rồi cái này là cái gì đây, máy chụp hình cái gì đây nè, rồi 1 đô, rồi 5.000 nè, rồi 3.000 nè, 60 nè, 1.500, 150, 10 đô nè các bạn. Thì cái nào mà 100.000 chẳng hạn này, nó chính là 100.000 AON các bạn ha. Rồi thì rất là đơn giản các bạn, mỗi ngày nó cho các bạn được một hai lượt gì đó, các bạn hãy tranh thủ các bạn nha, biết đâu các bạn kiếm được 100.000 AON thì sao, hoặc là 100 đô thì sao. Các bạn hãy tranh thủ nha, mà muốn chơi được kèo này các bạn phải đăng ký dưới link giới thiệu của mình nha, phải nhớ đăng ký mới được các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm lucky spin, hy vọng vô 100.000, 100.000 AON cho mình, vô ôi được 30. Mình được 30 AON các bạn nha. Như vậy nó sẽ cộng vô các bạn. Rồi nó sẽ cộng vô ha. Rồi mình refresh lần cái xem. Nó sẽ được cộng vô các bạn. Bây giờ mình sẽ xem nè. Bây giờ mình sẽ quay lại, nó sẽ cộng vô các bạn. Nó cộng vô 30 nữa các bạn thấy không? Như vậy mình có 6 tỷ 188 triệu 400 nghìn 030 AON các bạn nha. Đã chưa? Rồi các bạn, bây giờ xem là tiếp tục còn quay được hay không. Các bạn nếu mà các bạn nếu làm trên máy tính, các bạn không không bấm trên F11 các bạn không thấy nha, phải bấm F11 mới thấy.
Còn trên điện thoại các bạn nhớ là sau cái ô vuông này nè, sau cái hộp hình vuông này thì các bạn bấm vô đây thì mình đã quay đến 1/2 rồi, để xem là còn quay được nữa hay không, xem còn quay được nữa thì quay các bạn nha, còn không quay thì thôi bấm lucky. Nhiều khi không được các bạn nè, spin again. Như vậy một ngày nó chỉ quay được một lần thôi các bạn ha, một ngày quay được một lần, cho nên là một ngày các bạn nó nhớ vô đây quay một lần nha. Đó thì nó mình 1/2 đã không cho mình quay nữa các bạn, cho nên là các bạn hãy tranh thủ một ngày các bạn vô một lần nha. Mình bấm nữa nè, nó dăng ra các bạn hay chưa, spin again nè. Đó nên là các bạn hãy tranh thủ chơi trò chơi các bạn nhé, để nhận được nhiều owner hơn. Bởi mình thấy có rất là nhiều người nhận được cái này nhiều lắm các bạn, nhiều khi là nhận đô la luôn các bạn ha. Đây là những cái NFT của nó rất là ok các bạn, sàn này á sẽ được lên rất là nhiều sàn các bạn nè. Các bạn vô Wallpaper của nó thì các bạn sẽ thấy là nó có cái roadmap rất là rõ ràng các bạn. Đây cái roadmap của nó rất là rõ ràng nha, dịch với tiếng Việt nè. Các bạn đi vào cái lộ trình đó các bạn sẽ thấy là nó list ra nhiều sàn, là năm nay sẽ list Banca Swap nè, ngon chưa đó, để các bạn được swap. Rồi 2024 là Dead nè, rồi Game nè, tùm lum rất là nhiều các bạn ha, cho nên là các bạn phải tranh thủ nha. Đó, nó đang ở giai đoạn 1 nè các bạn, quý 3 quý 4 tháng 2023 nè, năm nay sẽ list Banca Swap cho các bạn swap, cho nên là các bạn phải tranh thủ đăng ký. Rồi thì tranh thủ đăng ký đi các bạn, cái cách đăng ký trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Và đặc biệt là các bạn phải join vào cái nhóm Telegram của mình để các bạn được nhận hướng dẫn các bạn nhé, để khi swap cái gì đó thì mình sẽ ra video cho các bạn kịp thời theo dõi được. Còn các bạn không join vào là bó tay đó các bạn. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau. Hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi nào có những thông tin mới nhất cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại lần sau.